Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn. Và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện, xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 31 với tựa đề Một người tin lành xem thấy đức trinh nữ. Câu chuyện này trích trong tác phẩm Các chứng từ về mẹ và sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà. Câu chuyện thứ 31. Một người tin lành xem thấy đức trinh nữ. Phải thú nhận, Barry, con người cứng như đá, còn bà vợ Patricia trái lại là một kho tàng nhã nhặn, nhân hậu. Tôi đoán chỉ siêng năng cầu nguyện, cho nên nó mới tỏa dạng ra như vậy. Chị ta quê ở nước Anh, thường hay đi tắm gội ở nguồn suối Mễ Du. Chị trao phó cho Gospa cái ông chồng vô tâm vô tín này. Sẽ kỳ diệu biết bao cái ngày được khám phá ra hạnh phúc thấy bạn mình đồng hành với Thiên Chúa hằng sống. Barry được rửa tội trong đạo tin lành nhưng không tin Thiên Chúa, lại còn tự hào không thèm lệ thuộc vào Ngài. Tuy nhiên, vẫn còn một kỷ niệm xa xưa còn ám ảnh anh chàng. Hồi còn trẻ, đã có lần anh cầu nguyện với Thiên Chúa qua một cơn đau khổ khôn tả. Xin Ngài gửi đến cho con một người vợ hiền nhé. Hồi đó, anh đang lái xe. Xe phải dừng lại vì trục trặc kỹ thuật. Ngôi nhà sát đó có một cô gái ló ra, anh chớp mắt liên hồi và chỉ trong 3 tháng sau đã cưới cô ta làm vợ. Nhưng chưa chi, anh đã quên cảm ơn vị Thiên Chúa vô danh vì cái ơn huệ quá đặc sắc Ngài vừa ban cho anh. Một cuộc hôn nhân khá hạnh phúc. Duy một điểm mờ với anh, Patricia lại là người Công giáo. Barry đã làm mọi cách để dập tắt niềm tin của vợ, nhưng cũng sớm nhận ra mưu lược của anh có thể là tai họa cho anh biết đâu. Vào tuổi 40, Patricia cảm thấy quá cô đơn lạc lõng trong một đất nước hồng mau, chỉ xu hướng về vật chất, không hề có những yếu tố gây phấn khởi. Và Mễ Du đã là sự cứu vớt cho chị đúng lúc. Nó đã đem đến cho chị món quà vượt quá mơ ước. Chị được tắm gội tại suối nguồn của Thiên Chúa, ngay tại một đám đất thiêng mà trời đến gặp đất mỗi ngày. Trao đổi chuyện trò với chị, tôi, Sir Emmanuel, bỡ ngỡ về lòng tin cậy của chị nơi Chúa quan phòng. Chị tin vững chắc như một tiên tri rằng, rồi đây người ruột thịt của chị sẽ ăn năn trở lại vào giờ điểm của Thiên Chúa. Đang khi đó chiến tranh bùng nổ ở xứ Bosnia Herzegovina. Chiều ngày 1 tháng 1 năm 1993, Barry và Patricia xem TV và nghe được lời kêu gọi của Hiệp hội Mễ Du Appeal, tức là Mễ Du kêu cứu. Người ta yêu cầu khoảng 30 tài xế tình nguyện chở hàng tấn đồ cứu trợ đến Bosnia. Tuy không hay biết gì về chuyện Patricia vợ anh quen biết với anh chàng Bernard Ellis, một người Do Thái được ơn trở lại tại Mễ Du.
mà ông này lại là nhân vật chủ chốt trong tổ chức cứu trợ này. Barry tự để mình lọt chồng và tuyên bố với vợ. Anh muốn dấn thân tham gia vào cuộc mạo hiểm này. Anh ta muốn có bằng lái xe vận tải hạng nặng. Patricia sửng sốt trước bất ngờ. Như đã được sắp đặt, Bernard Ellis ấn định một số cam nhông đến thẳng Mễ Du. Số còn lại đi Zagreb. Và thế là hai tuần sau có Patricia đi kèm, anh chàng vô tín Barry cầm lái xe chiếc cam nhông tiến đến Mễ Du, lo lắng ưu tiên của anh, đem đồ cứu trợ cho người tị nạn. Anh được kéo đi phục dịch ngay đêm đầu tiên. Lúc trở về phòng trọ ở chân núi Krizevac sớm tinh sương để gặp vợ, thì bà vợ đã bay đi mất. Barry ra sân thượng thấy ngôi nhà thờ nằm trong thung lũng. Mắt anh theo dõi hai tháp chuông vươn lên trên trời cao. Và lạ thay, anh cảm thấy có một sức hút khó cưỡng, phải tìm đến nhà thờ. Một ý tưởng lóe hiện như một mệnh lệnh. Tôi phải vào nhà thờ đọc kinh gì đó. Barry không còn nhận ra mình. Mình mà lại đọc kinh ư? Mình chỉ đến phục vụ như một kẻ vô thần cơ mà. Đọc kinh à? Thế nếu không có Thiên Chúa, và sau cái chết chỉ là một lỗ đen cho hết mọi con người thì sao? Lý luận bằng cái đầu không ổn rồi. Nhưng Barry cứ như cái máy bị động. Anh xuống đường, tiến một mạch tới nhà thờ. Một câu hỏi thực tiễn hiện ra. Đọc kinh cái gì đây chứ? Anh chỉ biết có hai kinh. Kinh Lạy Cha học hồi còn đi học, và kinh Kính Mừng. Anh đã nhập tâm, vì cứ phải nghe vợ anh dạy đọc cho các con anh hoài. Đọc kinh nào bây giờ? Vào nhà thờ, anh nhận ra đây là giờ làm việc nội trợ. Và anh len lén ép mình vào chiếc ghế dài cuối vách nhà thờ. Anh sẽ đọc luôn cả hai kinh một chợt và ngồi thử ra đó im lặng trong vòng 5 phút. Và rồi anh quyết định ra về, lau rửa chiếc xe cam nhông. Một cha dòng phan sinh gặp anh và tặng anh chàng chuỗi của ngài. Sau khi làm xong, anh trở về phòng trọ, nhưng Patricia vẫn chưa về. Anh nằm nghỉ lấy sức lại. Ánh sáng chói quá, anh úp mền lên mặt. Nhưng có một tia sáng xanh lóe ra làm chói mắt anh. Nghĩ rằng cái mền không ổn, anh sửa lại mền. Nhưng vầng sáng xanh càng tăng thêm hiệu lực. Nó tràn ra khắp phòng, và Barry thấy hiện tượng hơi kỳ lạ. Có một chấm sáng trắng, còn chói hơn nữa hiện ra giữa chùm sáng xanh. Chấm sáng này tiến đến gần anh và tỏa rộng thêm ra thấy rõ. Trời ơi, cái gì thế này? Chấm sáng trắng trở nên hết sức là rõ nét. Và kìa, chính đích thân Đức Maria, Mẹ Chúa Trời, hiện ra cho tôi. Tôi thấy người, tôi biết rõ là người. Vầng sáng xanh tỏa ra thành tia, cứ từ Đức Mẹ mà vọt ra. Ôi, mẹ mới đẹp làm sao. Tôi đã không hề hoảng sợ. Tôi nhìn thẳng vào Đức Mẹ như bị thôi miên. Tôi biết ai đang đứng trước mặt tôi. Bấy giờ, người giơ tay lên, tỏ dấu vẫy chào tôi. Người không nói gì cả, và rồi người biến đi. Tôi ngồi lại, duyệt lại căn phòng. Có một mùi hương hoa hồng phảng phất trong không khí, và tôi cảm thấy cả một sự bình an khôn tả trong bản thân tôi. Thậm chí đến cả thân xác tôi, và tôi chỉ còn biết lẩm bẩm. Tại sao lại tôi? Tại sao tôi chứ? Tôi đã làm gì để xứng đáng được ơn? Tôi, một kẻ cục mịch, đần độn, thô lỗ. Tôi cứ liên tưởng đến những điều xấu xa tôi đã làm trong suốt cuộc đời. Dẫu vậy,
Đức Maria đã hiện đến cho một con người như tôi. Patricia, vợ tôi đã trở về. Tôi kể cho nàng nghe hết câu chuyện. Nàng như bay lên tầng trời thứ bảy. Nàng muốn biến tôi thành một người công giáo chỉ trong 24 tiếng đồng hồ. Nàng đề nghị tôi đến dự thánh lễ. Tại nhà thờ, tôi cứ lặp lại. Tại sao lại là tôi? Khi đến giờ rước lễ, Patricia đề nghị tôi thắp tùng nàng tới bàn thờ để lãnh ơn trọng từ vị linh mục. Nàng bảo tôi phải khoanh tay lên ngực để tỏ dấu mình không được phép rước mình Chúa. Tuy vậy, vị linh mục ấy cứ dúi bánh thánh vào miệng tôi và tôi bất đắc dĩ phải nhận lấy mình thánh Đức Kitô. Tôi xúc động, hồi hộp quá sức đến nỗi nước mắt cứ tự động trào ra. Các bạn có thể thấy một kẻ sắt đá như tôi khóc nức nở như đứa con nít. Ôi, cái ngày gì thế? Trên đường trở về, tôi gặp một người bạn hành hương nói với tôi. Tôi là người công giáo đã từ thuở nào. Tôi hay đến mễ du, thế mà tôi chẳng bao giờ thấy gì hay cảm được điều gì. Nhưng còn tôi, chỉ đến lần đầu tiên và là kẻ chẳng hề bước chân vào nhà thờ bao giờ. Chỉ trong có một ngày mà tôi được ơn bước vào một nhà thờ, rồi đọc một kinh nguyện, nhận một chuỗi tràng hạt, xem thấy Đức Mẹ và lãnh mình Thánh Chúa, Giê-xu con Đức Mẹ. Trở lại Anh Quốc, tôi quyết định đi lễ chung với Patricia, và tôi đã dần dần khám phá ra sự cầu nguyện, một sự cầu nguyện chân thành. Tôi tiếp tục lái xe phục vụ các công tác nhân đạo dành cho Bosnia, và đã có lần tôi chở anh Ivan, thị kiến nhân qua chuyến Medjugorje, London. Sau này anh Bernard, bạn Patricia, đề nghị tôi lái xe buýt đưa các khách hành hương. Thế là tôi đổi xe chuyên chở thực phẩm, lấy xe chuyên chở các anh chị em tôi. Trên đường đi, chúng tôi dừng lại ở một khách sạn gần xứ Slovenia. Ngay sau bữa cơm trưa, cúp điện, tôi lên gác lấy cái đèn pin trong phòng tôi. Và khi xuống cầu thang, tự nhiên hát một bài chúc tụng Đức Mẹ. Và thế là cả nhóm cùng bắt nhịp hát với tôi. Và sau đó thì nổ ra các lời cầu nguyện tự phát. Cả khách sạn vang lên lời ca chúc tụng. Và chính ngay lúc đó, Đức Mẹ Maria lại hiện ra trước mắt tôi y như lần ở Mễ Du. Cũng có vầng sáng xanh bao quanh, nhưng chỉ có một mình tôi được mục kích. Tôi hiểu ra rằng dầu tôi chưa làm được gì cho mẹ hoặc cho Thiên Chúa, sau bao nhiêu ơn huệ tôi lãnh nhận, tôi cảm thấy mẹ gọi tôi đến gần người và đến gần Chúa Giê-xu con mẹ. Tôi phải dấn thân đi với Đức Mẹ thôi. Và tôi đã quyết định xin gia nhập giáo hội công giáo. Patricia tìm thấy trong tôi một bạn đồng hành tuyệt diệu. Sau nhiều tháng trời, tôi tiếp tục các cuộc hành hương Mễ Du với tư cách một tài xế, có Patricia hỗ trợ. Tôi có một ước mơ thầm kín là trong các khách đi xe, sẽ có một số người cũng được cái hạnh phúc nhìn thấy Đức Trinh Nữ. Và tôi đã được nhậm lời, có 4 người khách xem thấy Đức Mẹ trên đồi Propodo. Tôi bước vào hội thánh lễ phục sinh năm 1995. Từ ngày đó, Chúa đã gọi chúng tôi, Patricia và tôi, hoạt động cho Ngài ngay tại giáo xứ quê hương và giáo phận của chúng tôi. Ở đây có nhà thờ Walsingham. Cha sở họ Art có nói lời tiên tri này và nó được phổ biến khắp Vương quốc Anh. Khi Đức Anh trở lại Walsingham, lúc đó Đức Mẹ sẽ trở lại Anh Quốc. Hiện giờ, nhờ cặp vợ chồng Barry và Patricia Kelly, dân chúng càng ngày càng tập họp trong các buổi cầu nguyện cuối tuần để liên kết với Mễ Du. Đức Maria đã làm việc để đem toàn thể họ hàng thân quyến chúng tôi trở về với con thánh của người. Hai đứa con đẻ của chúng tôi cũng trở lại cùng với nhiều người bà con hồi đó theo vô thần. Mẹ đã giảng hòa nhiều cặp vợ chồng, anh em rể, chị em dâu, chúng tôi hy vọng rồi các người khác sẽ đi theo. Riêng phần tôi,
Tôi tham gia một nhóm có nhiệm vụ giúp đỡ những người đang có ý muốn theo đạo Công giáo. Tôi sẵn sàng trước những gì Chúa và mẹ muốn ở tôi, và tôi trưởng thành trong tình yêu của các đấng. Giấc mơ của tôi ư? Chớ gì cả thế giới này khám phá ra Đức Trinh Nữ Maria. Chuyện thứ 32, Lola Falana, nữ nghệ sĩ của Las Vegas, trích từ Medjugorje Magazine. Cô được mệnh danh là đệ nhất nữ tài tử của khu giải trí Las Vegas, với số thu thập cao nhất tại Las Vegas, $2,000,000 cho 20 tuần lễ trình diễn ở khách sạn Aladdin. Cô có những show trình diễn đặc biệt trên đài truyền hình ABC và có một đài TV riêng. Cô đã trèo lên tới đỉnh cao danh vọng quốc tế về ca múa, tài tử và diễn viên. Thế rồi tai họa ập đến, miệng cô méo sạch, tay trái và chân bị liệt bại. Thế là ca hát thì cũng hết mà nhảy múa cũng thôi. Lola Falana bị bệnh xơ cứng đa phần, một loại bệnh liệt nan trị. Chỉ còn một món nữ trang. Cô kể... Khi tôi nhìn vào cái túi sách nhỏ của tôi, tất cả mọi kỳ vật, ngay cả những lưu niệm, show diễn đều đã ra đi. Tôi làm một cuộc liệt kê tài sản, xem có cái gì còn lại chăng. Còn một món nữ trang sót lại trong túi, một nữ trang mắc tiền nhất, đó là lòng tin. Hai tay tôi nâng món nữ trang đó lên cao, thật cao, để ngợi khen Chúa và nói, đây là tất cả. Nó tinh tuyền, nó là sự thật, con xin dâng lên để tạ ơn Ngài. Mấy tháng sau, năm 1987, khi đang nằm trên giường bệnh, vì cô không còn bước đi được nữa, Lola thấy truyền hình chiếu về Mễ Du, cô nói với Chúa, con tin có thể làm được như họ, ngoại trừ việc trèo núi như những người kia. Cô nói, tôi biết tôi sẽ đến Mễ Du. Bởi vì mẹ chúng ta đang ở đấy. Thực ra, tôi không hiểu biết mấy về Đức Mẹ, trừ việc Đức Mẹ đã sinh ra Chúa Giê-xu. Vì Lola thuộc Giáo hội Tin lành, Anh giáo Hoa Kỳ. Liền đó, tôi cảm thấy Chúa trả lời, được, con sẽ đi. Tìm một tu viện, nhiều năm qua Lola đã chu du trình diễn khắp thế giới. Cô hằng mong muốn được gặp những người đã để cả cuộc đời của họ vào cầu nguyện. Những khi tôi cầu nguyện, tôi mơ, tôi suy nghĩ, thậm chí cả những lúc tôi đi đây đó, tôi được thúc đẩy đi đến một nơi giống như một tu viện để tĩnh tâm. Tôi muốn ở lại đó nghỉ ngơi và suy tưởng. Tôi cần giao tiếp với cha tôi và chuẩn bị sẵn sàng cho một điều gì to lớn nào đó. Và để làm điều đó, tôi phải sống gần Ngài. Nghe và biết Ngài. Tôi biết Ngài có nhiều việc dành cho tôi làm, nhưng tôi chưa dứt bỏ hẳn lối sống cũ để đón nhận điều đó. Cô yêu cầu ông bầu của cô giúp cô việc ấy. Ông lái xe cho cô đi dông dài tìm các tu viện, nhà dòng. Nhưng không nơi nào cho tôi vào, vì những nơi đó đều là dòng tu kín, hoặc chỉ dành cho linh mục và nữ tu hưu dưỡng. Cô vẫn cứ tìm mãi một tu viện nào đó sẽ đón nhận cô. Một ngày nào đó sẽ đến. Đang lúc chờ đợi, Ngài có một chương trình khác cho cô. Cứng đa phần. Lola nói, khi mắc phải chứng bệnh ấy, thị lực các bạn sẽ bị ảnh hưởng và thính giác bị xấu đi. Cách phát ngôn bị xáo trộn
và các bạn sẽ thấy rõ mình bị tàn phế, hết thuốc chữa. Sau nhiều lần chẩn đoán, bác sĩ bảo Lola hãy sắp xếp vấn đề tiền bạc cho ổn định, rồi mua một cây gậy để chống và có cơ nguy phải sắm một xe lăn, rồi lo cho có người chăm sóc cô cho đến hết đời. Khi họ mang cây gậy vào, một tiếng nói bên trong tôi bảo tôi, đừng cậy dựa vào ai ngoài ta. Cô bảo họ để cây gậy vào góc nhà. Bác sĩ tưởng cô không ý thức mức trầm trọng của hoàn cảnh cô nên đã nói, Lola này, không có gì trên trần có thể giúp cô được đâu. Và ông ta coi thái độ của cô như một sự từ chối tệ hại nhất mà ông ta đã từng gặp. Ông bảo cô sẽ phải đau đớn hơn vì cô không đối diện với sự thật. Ông bầu của cô nói với bác sĩ, ông không biết có một lòng tin đến như thế nào. Ông không biết là ông vừa chẩn bệnh gì cho cô. Những gì ông vừa nói với cô đều là tin vui đối với cô đấy. Lola nói rằng cô được tràn đầy vui mừng vì cô biết Thiên Chúa đang khởi sự làm việc với cô. Chúng tôi đang cùng nhau khởi đầu một chương trình. Tôi biết chắc đây là một cuộc mạo hiểm lớn nhất đời tôi. Tôi sẽ được dùng như một khí cụ để dẫn đưa người ta về gia đình tôi ở thiên đàng. Tôi được chữa lành. Trong vòng một năm rưỡi, Lola luôn nói với mọi người là Chúa sẽ chữa lành cô. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể nói được như vậy, tôi cần phải tin đã. Thực sự, tôi đã phải mất 3 tuần lễ cầu nguyện. Để khả dĩ nói được những lời này và biết được trong tôi không còn có bóng dáng nghi ngờ nào nữa. Có một đêm, tôi cầu nguyện và cầu nguyện. Và lời cầu của tôi thật mạnh mẽ. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Chúa Kitô đã hiện diện trong tâm trí của tôi. Tức thì, tôi quỳ xuống, nhìn lên và đọc mấy đoạn kinh thánh. Sau đó, có tiếng nói với tôi. Bây giờ, hãy loan tin con đã được lành bệnh. Hãy tuyên bố điều đó ngay bây giờ. Lola nói, những gì Chúa Giêsu đã làm cho tôi khi ấy, Ngài đã làm một cách êm thấm, riêng chỉ cho tôi. Tôi là sàn diễn lớn nhất mà Chúa cần hoặc muốn. Khán giả lớn lao nhất mà Chúa Giêsu muốn chính là các bạn. Chính vì thế, các bạn quan trọng biết là chừng nào, Ngài sẽ thi thố nhiều việc quyền phép cao cả cho các bạn coi. 20 phút trước khi Lola được chữa lành, đã có 4 bác sĩ ở trong phòng cô mà không có gì đã xảy ra. Thế rồi sau đó Lola thuật lại. Ngài hiện đến trong tâm trí tôi, và này, khi Ngài đụng đến cái công tắc bé nhỏ trong óc tôi, một luồng sáng mạnh mẽ bật lên, giống như một dòng điện được công tắc bật lên, và điện đã được thắp sáng khắp nhà. Dòng sinh khí sự sống chảy tràn qua toàn thân tôi. Tôi biết ngay, ôi, Ngài đang hiện diện đây. Tôi đã nói với họ là Ngài sẽ đến đây mà. Và năng lực của sự sống chảy qua phần chết bên trái của cơ thể tôi. Cuộc đời khác. Giọng nói của Lola tràn đầy xúc động, phấn khởi khi cô thuật chuyện khỏi bệnh của cô. Rồi cô nói cuộc sống hồi này của cô rất khác với trước kia. Dân chúng cho là tôi vẫn đang trình diễn văn nghệ cho họ, và tôi nói họ là tôi đang làm việc cho cha tôi. Ít lâu sau, theo hợp đồng, Lola trở lại Las Vegas trình diễn tại khách sạn. Lối ca hát và điệu vũ của cô làm cho khán giả rơi lệ và khán giả đứng lên vỗ tay hoan hô không ngớt. Khi có khán giả hỏi cô đã được trị bệnh chưa, cô nói, tôi không được trị bệnh mà là đã được chữa lành. Cô giải thích, thuốc thì trị bệnh, còn Chúa cho lành. Sau đó, cô đi đến Mễ Du, đây là nơi mà những việc đi tìm
một nhà dòng trước kia của cô, cuối cùng nay mới thấy là có ý nghĩa. Câu chuyện đó như sau. Đang khi ngồi ở nhà ông bác sĩ của cô, lúc ấy cả nhà ông ấy đang mừng con cái tốt nghiệp đại học y khoa. Ông bác sĩ hỏi Lola định làm gì bây giờ khi cô khỏe mạnh. Cô đáp, việc đầu tiên tôi phải làm là gặp một vài nữ tu sĩ. Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng tôi phải gặp. Sáng hôm sau, tờ báo Sun của Las Vegas có đăng một ảnh lớn, chụp một tu viện mà các nữ tu dòng kín Cát Minh vừa dọn đến ở. Một trong những thanh niên đến chung vui lễ tốt nghiệp trên đây, chỉ tờ báo cho cô và hỏi, đây có phải là nơi cô tìm kiếm không? Mấy phút sau họ đổ xô đi tìm cái tân tu viện đó. Tờ báo có chỉ đường, nhưng cả tốp đều không tìm ra. Chạy xe cả hàng chục cây số, cũng không tìm ra gì hết. Cuối cùng tôi đành phó thác việc đó trong tay Chúa. Cũng ngày hôm đó, ông bác sĩ của Lola thấy một nữ bệnh nhân từ ngoài phố bước vào với một cái mũi chảy máu. Thường thì ông thấy không khám cho bà đó, vì ông để những ca cấp cứu cho các bác sĩ đồng sự với ông. Nhưng chương trình của Chúa lại muốn người phụ nữ này là người dẫn đưa Lola đến tu viện Cát Minh. Người phụ nữ nói với bác sĩ là bà ta thấy bảng hiệu của ông, bà ta mới đi vào. Bà nói, tôi đang đi đến nhà mới của các nữ tu dòng kín thì mũi tôi bắt đầu chảy máu. Ông bác sĩ bảo bà ngồi đợi vài phút. Ông ta gọi điện thoại cho Lola. Lola nói, thật giống như trong trò chơi lắp ảnh, các miếng nhỏ đang rối tung, tản mát khắp thế giới, và bỗng nhiên hợp lại, ăn khớp với nhau. Thật khó tin, người phụ nữ trẻ này, với một cái mũi chảy máu, đang dẫn một người đàn ông đến gặp các nữ tu để nói cho họ biết về Mễ Du. Người đàn ông này vừa trở về nhà sau chuyến hành hương, đến ngôi làng nhỏ bé lừng danh đó. Ông ấy có phim chiếu về các lần hiện ra ở đấy với Đức Trinh Nữ Maria, cũng như phim về các lần hiện ra của Đức Mẹ tại Nam Mỹ, Phi Châu, Ai Cập và một số xứ sở khác trên thế giới. Người phụ nữ nói với tôi tối nay Bob sẽ chiếu phim cho các nữ tu tại tu viện, cũng như cho cả mẹ Teresa đang có mặt tại tu viện. Rồi bà ấy mời tôi đến dự. Lập tức tôi biết tại sao tôi cần đến các nữ tu. Tôi đang đi về gặp mẹ tôi. Trong đạo Anh giáo của chúng tôi, không bao giờ chúng tôi đề cao Đức Mẹ như vậy. Không ai nói về Đức Trinh Nữ Maria, trừ trong buổi lễ Giáng sinh. Tôi biết là Đức Maria đã về thiên đàng, nhưng tôi không biết người được Thiên Chúa trao cho sứ mệnh để làm. Khi Lola vào trong tu viện, các nữ tu đứng sau song sắt, cô kể. Nhưng khi các chị ấy nghe nói về việc được chữa lành bệnh, các chị liền cho tôi vào cùng ngồi xem chung video. Họ rất tử tế với tôi, tặng cho tôi một cuốn sách nói về hoa nhỏ bé, tức Thánh Teresa, và một cuốn về áo Đức Bà. Sau đó tôi xem video thấy Mễ Du và nghe nói về Đức Trinh Nữ Maria. Và ngay lúc đó, mọi sự đều sáng tỏ cho tôi và biến đổi trái tim tôi. Tôi nhận ra Chúa đang nói với tôi. Đây là nơi con bắt đầu. Bước đầu tiên cuộc hành trình của con là cùng đi với mẹ của tất cả con cái loài người trên thế gian. Và mẹ của Chúa Giêsu Kitô, mẹ sẽ dẫn đưa con tới những nơi mà con không thể tự mình tìm ra được. Từ trước đến nay, tôi cầu nguyện và một mình tìm lấy con đường. Bây giờ, tôi không còn một mình nữa. Chuyến đi. Nghe kể cách chuẩn bị chuyến đi Mễ Du của Lola khiến chúng tôi cảm động ứa nước mắt. Tôi bồn chồn trông ngóng từng ngày giờ một. Một đêm trong khi tôi cầu nguyện,
tôi nói với Đức Mẹ: Mẹ ơi, mẹ biết con đang đi đến Mễ Du đây. Con biết có hàng triệu người đến đó, nhưng con muốn biết mẹ có hay con đang đến đó chăng? Mẹ có thấy con đã sắm những bộ y phục chỉnh tề không? Mẹ có thấy con mua vé máy bay không? Mẹ có thấy con suốt chặng đường bay trên trời đi đến đó không? Mẹ có muốn thấy đôi chân nhỏ bé của con đặt xuống đất, leo lên, bước xuống đồi không? Mẹ ơi, con muốn được biết là mẹ có biết con đang đến hay không? Ngày hôm sau, một phóng viên của một tờ báo Ý đến Las Vegas và tặng cho Lola một vòng chuỗi hạt do Vika tặng cho ông ấy. Vika đã mang cái vòng chuỗi ấy trong tay khi cô cầu nguyện trong một lần Đức Bà hiện ra, và cô đã cho ông cái vòng chuỗi ấy. Rồi đến lượt người phóng viên này, ông lại đem cho Lola vòng chuỗi đó với 12 hột hoa hồng. Lola nói: Thế là đã rõ, Đức Mẹ đã biết tôi đến. Trong suốt 12 tiếng đồng hồ, tôi giữ vòng chuỗi đến từ một thị nhân. Mẹ ơi, con đã đến. Lola có một cảm giác mạnh mẽ được Đức Mẹ đang ở bên cô trong chuyến đi. Từ lúc tôi nhận được vòng chuỗi, tôi đã biết Đức Mẹ đang ở bên tôi suốt hành trình. Khi tôi đến nơi và đặt chân xuống đất Mễ Du, tôi nói: Mẹ ơi, mẹ có biết con đang ở đây không? Và như có tiếng người đáp: Có, mẹ biết con đang ở đây. Lola gặp cô Maria và dành nhiều thời giờ ở với cô ấy. Lola thấy yêu mến Maria đậm đà, cô nói: Maria là một thiếu nữ hai chân đứng vững trên mặt đất, là một người trẻ rất bình thường. Cô rất dí dỏm và khả ái. Khi có người đến chụp hình, cô liền đặt cánh tay quanh tôi như hai người bạn thân lâu ngày. Cô hay cười và rất cởi mở. Sau đó, Maria mời cô đi đến một nơi riêng biệt đặc biệt để cầu nguyện. Cô bảo tôi nên cẩn thận khi lên các hòn đá, nhưng đối với tôi, mấy hòn đá đó giống như bậc thang. Khi chúng tôi đã quỳ gối, cô mời mọi người cùng đọc kinh lạy cha, kính mừng, kinh tin kính. Sau đó, chúng tôi cầu nguyện riêng một chặp. Dự cuộc hiện ra, Lola kể: Maria biết nói tiếng Anh tương đối vừa đủ để cho người ta có thể hiểu cô một cách đơn giản. Maria cũng mời cô đến phòng nhỏ trên gác chuông nhà thờ Thánh Giacobbe dự buổi hiện ra. Đó là một căn phòng nhỏ xíu, có một chiếc bàn, một cây đèn và một ghế dài có lưng dựa. Có một cây thánh giá trên tường, và khi quỳ bên ghế dài thì thánh giá ở trên đầu. Trước giờ hiện ra, Maria và Ivan trao đổi với nhau. Bỗng chốc, cả hai người quỳ xuống. Maria bảo tôi quỳ xuống ngay tại chỗ. Tôi quỳ xuống và lúc đó họ bắt đầu cầu nguyện. Tôi lắng nghe họ và thình lình tôi không nghe gì nữa. Ngay giữa một câu thì bị cúp ngang. Tôi đã thấy được điều đó trên băng video, nhưng lúc này nó vẫn làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi có thể thấy cả hai mấp máy miệng. Có cái gì đó bảo tôi đừng chú ý vào các việc ấy, nhưng tranh thủ thời gian để nói lên những ước nguyện của lòng mình và cầu nguyện. Tôi bắt đầu cầu nguyện mau đến độ tôi không thể tin được. Tôi cảm thấy như tôi phát ngôn bằng máy. Tôi nói: Mẹ ơi, mẹ ơi, xin thưa cùng Chúa Giêsu điều này và với Thiên Chúa, với Cha điều nọ. Thiên Chúa là Cha của tôi và Mẹ là Mẹ của tôi. Tôi như một đứa trẻ cố gắng nói với Đức Mẹ tất cả mọi điều cùng một lúc trước khi hết giờ. Những gì tôi có thể có trong cuộc đời mà tôi muốn nói cho mẹ tôi, thì lúc ấy tôi đã dáng sức nói hết. Kể đến đây, Lola mỉm cười. Chắc mẹ cũng phải đau đầu khi tôi cầu nguyện xong, nhưng tôi cảm thấy lòng đầy sức mạnh lạ lùng, mọi sự đều diễn ra với tốc độ nhanh. Nói đến đây, giọng cô trở nên êm dịu. Tôi nhớ tôi cảm thấy một sự ấm áp,
rất ấm áp trào dâng trong lòng tôi, gây nên trong tôi một sự xúc động. Điều này thật khó diễn tả. Đối với tôi, người không là Đức Trinh Nữ Maria nữa, người đã trở nên mẹ tôi. Tôi không mất tính hồn nhiên, đâm ra kiểu cách, hình thức hay xa cách người được. Tôi là con nhỏ của người mà. Sau buổi hiện ra, Maria ôm chặt Lola và nói Đức Mẹ chúc lành cho cô. Lola nói, tôi nhờ Maria cảm ơn Đức Mẹ hộ tôi trong lần hiện ra ngày mai, và nhờ tâu với Đức Mẹ là tôi rất tiếc vì đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa mẹ và họ. Chắc Đức Mẹ phải lấy làm buồn vì tôi có mặt ở đây, vì tôi không bao giờ chịu giữ miệng và nói quá nhanh như vậy. Maria cười và nói là có lẽ Đức Mẹ mong chờ điều ấy. Thế rồi, Maria bảo tôi liệu trở lại khi tôi có thể dành chừng độ một tháng để ở đây. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 32 nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện này vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.